Xe tải cũ các bác đang chờ đợi và có thể đặt hàng ngay hôm nay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi Hưng Duẩn Auto. Và hôm nay sẽ báo giá và review một sản phẩm mới về salon Hưng Duẩn Auto. Đó là chiếc TMT. Em này thì có tải trọng là 2,5 tấn các bác nhá. Đấy, điều đầy đủ. Máy thì là máy Hyundai. Đấy, tuy là TMT nhưng máy Hyundai. Rất là chất chơi luôn các bác nhá. Đấy, tất cả xe rất là đẹp luôn, em này rất là đẹp. Em sẽ đi vào chi tiết từng chỗ một cho các bác xem và tham khảo, cũng như là định giá về em này các bác nhá. Đây, đầu tiên là cái phần chắn xe. Đấy, rất là đẹp, sơn rất xì, rất là bóng nhá. Không hề làm lại gì đâu, sơn của nó đấy. Đây, cho ba xem nội thất như mới luôn. Phải nói em này thì đời 2016 mà, nên là nó rất là đẹp. Đây, chủ chợ rất là giữ xe nhá. Giữ được một em rất là mới luôn, tất cả về nội thất đi. Đây. Đây, em này đẹp chưa? Và em xin báo giá luôn, em này có giá là 185 triệu các bác nhá. À, giá niêm yết tại hệ thống Duẩn Auto. Và địa chỉ salon nhà em tại từ Yên Mỹ Hưng Yên. Đấy, bác nào mà ghé qua thì vào salon nhà em chơi, như là xem và tham khảo về những chiếc xe đang có mặt tại salon Duẩn Auto nhá. Đấy, tất cả nội thất này, kính quay tay và những cái phần này, các người chỉnh cửa này, hay là những cái phần bậc lên xuống này, rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, thùng bệ thì ok. Đây, tất cả phần đấy này, sàn gầm bệ này. Đây, vẫn còn rất là mới nhá, sàn sóng phẳng, không mối mọt, không bị võng. Con này trước nó chở hàng rất là nhẹ, lốp thì còn khoảng 80% các bác nhá. Đấy, ấy nhíp hết rồi, về là chỉ việc chạy thôi. Về là chỉ việc chạy thôi, các bác không phải làm thêm một cái gì cả. Đấy, biển 28 5659. Đây, em này rất là đẹp, đời 26, giữ được cái form xe nhìn rất là ok. Tải trọng có 2,5 tấn thôi. Trước thì nhà em hay có những cái dòng TMT, nhưng đa phần là tải trọng 6 tấn lên đợt này thì sẽ về một em TMT mà tải trọng nó là 2,5 tấn. Bởi vì cũng có nhiều bác hỏi là sao không có TMT tải trọng là 6,5 tấn, à 2,5 tấn nhá. Đây, em sẽ lật máy lên cho bác xem nhá. Đây, giới thiệu luôn phần máy cho các bác. Đây, em này máy Hyundai nhá. Đấy, máy rất là đẹp, rất là chất. Em này cam kết cho các bác là máy chất luôn, máy Hyundai. Đây, các bác nhìn được chưa, máy móc là nguyên bản nhá. Đây là nhà em ủ dầu thôi, không hề làm lại gì đâu. Đấy, về máy móc thì các bác không phải lo về máy móc. Tất cả những cái phần mặt máy, thân máy, máy Hyundai chạy thì cực kỳ chất lượng rồi, các bác không phải bàn cãi rồi. Đây, đây, ok chưa. Đây, và nếu bác nào mà quan tâm hãy alo ngay đến số điện thoại bên trên màn hình các bác nhá, em sẽ tư vấn cho các bác cặn kẽ và chi tiết hơn. Đây, ở đây là bên trong thùng em nó này, tất cả sàn kia mà ok hết nhá, không hề phóng gì cả. Em này trước cửa hàng rất là nhẹ luôn, mà chủ lại giữ gìn nữa. Em này về các bác chỉ việc chạy thôi, chỉ việc kiếm tiền thôi, không hề phải làm thêm cái gì đâu. Thấy chưa? Và ok, em vừa báo giá xong một sản phẩm chất lượng đang vừa cập bến tại salon Duẩn Auto nhá. Và nếu bác nào mà có thiện chí hãy alo ngay để số điện thoại bên trên màn hình, và không làm mất thời gian của các bác nữa. Và chúc các bác làm việc vui vẻ và hiệu quả.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Dần Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.